trung tâm điện tử Phạm Quyết Audio, Vinh Thụ, Lý Nhân, Hà Nam xin được mến chào tất cả các bác. Và hôm nay là một buổi tối của ngày 1 tháng 4 năm 2022. Thì trước mặt các bác là một cấu hình karaoke rất là khủng. Phải nói là xin nhắc lại, khủng và rất khủng nha các bác nhá. Với một dòng cấu hình karaoke gồm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dòng sản phẩm, trị giá là 39.100.000, giá đa bao ship toàn quốc. Và các bác nào mà ở cách xa Hà Nam 100 km thì trung tâm sẽ đến tận nhà các bác để set up cũng như lắp đặt. Với một cấu hình karaoke rất là khủng, được trung tâm thiết kế rất phù hợp với không gian gia đình. Một phòng khách gia đình rộng khoảng độ tầm khoảng độ 45 đến 50 m2. Và các bác có thể sử dụng là để phòng hát, hội trường, cũng như các bác có thể nào là mua về để đi làm dịch vụ cho thuê, sinh nhật, hội nghị đó nhé. Với một cấu hình karaoke xin nhắc lại, 7 dòng sản phẩm trị giá 39.100.000, giá đã bao ship. Vâng, sản phẩm đầu tiên thì đó là một em đẩy 4 kênh đến từ thương hiệu TC Aquatic với model MA41000 các bác nhá. Đạt công suất là 1000W trên một kênh. 1 2 3 4 kênh các bác nhá. Em này thì đưa ra công suất 1000W trên một kênh. Đánh đưa ra tiếng nhạc căng nét đẹp đẹp luôn. Và sản phẩm thứ hai đó là một em vang cơ lai số TG Aquatic với model là T9 Premium, tích hợp đồng cổng quang, bắt sóng Bluetooth và đặc biệt là có hiệu ứng rẻ vợt kết hợp với echo vang vọng. Các bác hát karaoke thì quá là hay. Với dòng này thì có vị trông ngú, trông ý cực tốt luôn. Sản phẩm thứ ba đó là một em lưng phiên bản cao cấp nhất của TG, CP900 Premium, tích hợp đường hoàng quang, bắt sóng Bluetooth. Sản phẩm thứ tư đó là một đầu mic không dây quen thuộc với model M18 các bác nhá. M18 cũng là với phiên bản cao cấp nhất rồi. Hai tay nắm màu lông chuột, 4 cơn anten bắt sóng cực khỏe. Và với những dòng sản phẩm chính hãng của TG Aquatic thì bên trung tâm Phạm Quyết Audio là một trong những đại lý chính thức thương hiệu TG Aquatic, hàng chính hãng, chế độ bảo hành được 1 năm, lỗi đổi mới trong vòng 3 tháng đầu. Và sản phẩm thứ 5 đó là một em súp hầm với thương hiệu JBL, sử dụng bằng bát 40, đưa ra tiếng bát đánh cực kỳ uy lực. Sản phẩm thứ 6 đó là một cặp loa đến từ thương hiệu của Mỹ, đó là một thương hiệu CAVS với model RPS7, đạt công suất là 500W trên một loa và sử dụng bằng bass 30, chạy bằng tép đèn titan. Dạ vâng, với một cặp loa thương hiệu CAVS thì đã quá quen thuộc với tất cả các bác rồi. Dòng này nó chạy bát neo các bác nhá, từ neo, riêng phần bát thì là từ neo, từ 19 và côn 76. Một sản phẩm cuối cùng đó là một cặp loa huyền thoại với thương hiệu JBL SRX715, sử dụng bằng bát 40, chạy bằng chép kèn. Quá khủng với một cấu hình này. Và các bác sẽ đưa ra những chất âm đánh cực kỳ uy lực. Và bây giờ trung tâm sẽ test một bản nhạc không lời này để các bác nghe đánh giá chất âm. Các bác có tai phone hãy đeo tai phone vào.
ABC. Vâng, phải nói càng đẹp thôi. Và bây giờ trung tâm sẽ test một bản nhạc nữa để các bác nghe đánh giá chất âm. Các bác nào muốn sở hữu lấy toàn bộ thì trung tâm sẽ tặng các bác với một pin sạc nhiều lần, pin khô sạc nhiều lần các bác nhé. Cả bộ sạc này pin trị giá 500.000 đồng, và cũng như tặng tất cả các bác những dây kết nối. Và bây giờ chúng tôi sẽ lên nhạc để các bác thẩm âm một bản nhạc nữa. Thank you.
cùng chúc các bác một buổi tối vui vẻ với gia đình.